Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24 tháng 6 cảnh báo đại dịch COVID-19 đã phá vỡ chiến dịch tiêm phòng sốt rét, chương trình điều trị S, cũng như nhiều hoạt động y tế khác ở châu Phi. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mặc dù châu Phi bị ảnh hưởng ít hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới, với hơn 326.000 ca bệnh và hơn 8.600 ca tử vong, nhưng tốc độ lây lan lại đang gia tăng nhanh chóng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 ở nhiều nước trong khu vực còn thấp, song từ ngày 23 tháng 6, nhìn chung các nước đều có khả năng tự thực hiện các xét nghiệm. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết hôm nay ngày 25 tháng 6, Việt Nam bước sang ngày 70 không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Số người cách ly chống dịch tăng thêm 3.000 người so với ngày 24 tháng 6, từ hơn 6.300 đã lên hơn 9.400 người. Việt Nam chưa mở cửa đối với khách du lịch. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại đã có 329 trên 352 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân số 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chỉ vài ngày sau khi lệnh phong tỏa chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kết thúc và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, người dân châu Âu lại phải đối mặt với một nỗi lo mới, đó là tình trạng nắng nóng. Nhiều người vẫn phải ở trong nhà để tránh đợt nắng nóng lên tới trên 40 độ C ở khu vực vốn quen với khí hậu mát lạnh này. Tại một số nơi, nhiệt độ thậm chí lên tới 41 độ C như vùng Sevin ở Nam Tây Ban Nha, nơi mọi người đã tìm cách hạ hỏa dưới các vòi phun nước hoặc đầm mình xuống sông vào buổi sáng. Đến ngày 23 tháng 6, có 9 vùng nằm trong cảnh báo cao độ về nắng nóng. Cơ quan dự báo khí tượng của Tây Ban Nha dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6 tới. Nhiều người dân chưa kịp vui mừng vì lệnh phong tỏa được dỡ bỏ đã cảm thấy mệt mỏi với hình thái thời tiết khó chịu. Tôi rất mừng vì giờ mọi người đã được ra ngoài, nhưng tôi cũng cảm thấy khá khó chịu vì hôm nay có vẻ nóng hơn hôm qua, dù trời có mây. Pháp cũng đang trải qua đợt nóng đầu tiên với nhiệt độ trên 30 độ C từ ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, Anh đang phải đối mặt với tình trạng khách du lịch đổ xô ra các bãi biển. Ngay cả những nước Bắc Âu cũng phải sống chung với cái nóng trên 30 độ C trong tuần này. Cơ quan dự báo khí tượng của Thụy Điển cho biết những ngày nắng nóng nhất sẽ là 24 và 25 tháng 6. Không lâu sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới từng xác nhận đã qua đỉnh dịch đang bắt đầu phải đối mặt với những nguy cơ, một những nguy cơ mới từ một làn sóng COVID-19 thứ hai. Tính cho đến nay, thế giới ghi nhận 9 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 460.000 người tử vong. Sự trở lại quá sớm của đại dịch dường như là một lời cảnh báo rằng không thể cảnh giác trước COVID-19. Ngày 6 tháng 6, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chính thức triển khai mùa tiêu thụ Bắc Kinh, chương trình kích cầu quy mô lớn nhằm phục hồi hoạt động tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bắc Kinh cho biết, mức độ phản ứng khẩn cấp đối với dịch bệnh của thành phố đã được hạ thấp. Đây là thời điểm tốt để thị trường tiêu dùng Bắc Kinh có thể phục hồi sau đại dịch. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần sau, sự lạc quan đó đã biến mất, nhường chỗ cho những nỗi lo. Sau gần 2 tháng không ghi nhận ca nhiễm mới nào, Bắc Kinh bất ngờ phải thực thi những biện pháp như thời chiến khi ổ dịch mới bùng phát ở chợ Tân Phát Địa, chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Hàng trăm ca mắc COVID-19 liên quan đến chợ này đã được phát hiện. Hàn Quốc, nơi từng là tâm dịch lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc hồi tháng 2, bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội vào đầu tháng 5. Nhưng ngay sau đó, số ca mắc đã tăng đột biến. Giới chức y tế Hàn Quốc hôm qua lần đầu thừa nhận nước này đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai. Ban đầu, chúng tôi dự đoán làn sóng thứ hai có thể xuất hiện vào mùa thu hoặc mùa đông, nhưng dự báo của chúng tôi đã sai. Chừng nào mọi người tiếp xúc gần với người khác, chúng tôi tin rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ tiếp tục. Tại châu Âu, các nhà khoa học đã dự đoán sẽ có một đợt dịch thứ hai sau mùa hè. Tuy vậy, việc tụ tập đông người trong các cuộc biểu tình, giảm giãn cách có lẽ đã làm dịch bệnh trở lại sớm hơn. Đức vừa có ổ dịch lớn với hơn 1.300 ca mắc được phát hiện chỉ trong hơn một tuần, khiến hệ số lây nhiễm ở nước này tăng mạnh từ mức 0,7 đến 0,9 trước khi nới phong tỏa lên mức 2,88. Lo ngại về làn sóng dịch thứ hai, giới chức bang đã phải tính đến biện pháp tái phong tỏa. Tại Mỹ, một phân tích của Washington Post cho thấy số ca nhiễm mới tại 16 bang đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đang tăng với tỷ lệ phần trăm ở mức 2 con số.
ở bang Texas, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã tăng từ 4,5% lên tới 9%. Mấy ngày qua, các bệnh viện trên toàn bang tiếp nhận trung bình hơn 3.200 ca nhiễm mỗi ngày, cao gấp đôi so với tháng trước. Dịch COVID-19 đang lan truyền với tốc độ không thể chấp nhận được tại Texas. Chúng ta phải thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh mà không phải đóng cửa bang. Mọi người dân hãy tuân thủ quy tắc giao tiếp an toàn, hãy ở nhà nhiều nhất có thể, rửa tay và giữ khoảng cách với người xung quanh. Đến ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt hơn mốc 9,3 triệu người, với gần 479.000 người đã tử vong. Brazil đã vượt qua Mỹ, trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus mới trong ngày cao nhất thế giới với hơn 40.000 trường hợp. Tại Đức, sau khi ghi nhận một ổ dịch mới với hơn 1.000 trường hợp mắc tại nhà máy chế biến thịt, thì chính quyền nước này cũng đã quyết định tái phong tỏa toàn bộ thành phố Güterloh, phía bắc của nước Đức, nơi sinh sống của hơn 360.000 người trong 7 ngày tới. Trong khi đó, tại đất nước Hàn Quốc thì đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai sau khi ghi nhận số ca mắc mới tăng ổn định ở khu vực đô thị, gồm thủ đô Seoul và các vùng phụ cận. Ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận 51 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên gần 12.600 trường hợp. Trong số các ca bệnh mới, có 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cảnh báo, Hàn Quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến chống dịch COVID-19 kéo dài. Lúc đầu chúng tôi dự báo làn sóng dịch COVID-19 thứ hai sẽ xuất hiện vào mùa thu hoặc mùa đông khi nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, những tính toán của chúng tôi đã sai. Ngay giữa mùa hè nắng nóng, số ca bệnh vẫn tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân là do mọi người đã không tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Các chuyên gia thời tiết cho biết, Hàn Quốc sẽ bước vào đợt nắng nóng cao điểm trong tuần này. Cơ quan y tế Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và có thể tháo khẩu trang khi ra ngoài nếu giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2 mét. Trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm từ nước ngoài, Hàn Quốc bắt đầu tạm đình chỉ việc cấp thị thực và những chuyến bay không theo lịch trình từ Pakistan và Bangladesh từ ngày 23 tháng 6. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với năm ngoái. Nhưng sang giữa tháng 3 năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu và Bắc Mỹ thì sản xuất và xuất nhập khẩu gỗ đã sụt giảm và khả năng sẽ sụt giảm mạnh trong những tháng tới đây. Dự báo trong năm 2020, có thể lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua, ngành gỗ sẽ không có tăng trưởng. Chỉ vì thiếu bản lề, những chiếc tủ gỗ này phải nằm chờ trong kho gần 2 tháng nay, chưa thể xuất khẩu sang Mỹ như dự định. Trong khi những linh kiện này chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài, kéo theo hàng loạt hội chợ xúc tiến thương mại bị hoãn, các đơn hàng bị hủy, doanh nghiệp này cũng chỉ duy trì được 50% công suất hoạt động so với những ngày thường. Mặc dù lượng vật tư nhập khẩu đó nó rất là ít, có những cái sản phẩm nó chỉ chiếm khoảng độ 1-2% thôi cho đến 5%, nhưng mà giống như là một cái áo mà chỉ thiếu một cái cúc thôi nó cũng không thể thành cái áo được. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng khiến hàng loạt hội chợ xúc tiến thương mại bị hoãn, các đơn hàng sụt giảm. Không những thế, hiện chi phí vận chuyển một container nông sản nói chung xuất sang thị trường Trung Quốc tăng gấp 2 lần, vào Mỹ và châu Âu tăng lên 15%. Nhiều doanh nghiệp trong năm nay mà đảm bảo được cái kết quả kinh doanh là hòa vốn đã là may mắn lắm rồi, chứ chưa nói là đến âm, thì cái việc mà hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ không có tác dụng. Không những thế, ngành gỗ cũng chịu tác động bởi việc thiếu nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến, đặc biệt khi nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ. Khi nước này đang chịu tác động mạnh của dịch COVID-19, thì thách thức với chế biến gỗ trong nước lại còn lớn hơn. Tức là chúng ta nhìn thấy là cái con số xuất khẩu vào thị trường Mỹ là chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn, với hơn 50% trong tổng số xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam. Và thực sự đây nó là một cái thị trường lớn, nhưng mà nó không đáng lớn quá mức như thế. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà nghĩ cái sự phát triển bền vững và lâu dài ấy, thì chúng ta sớm có những cái biện pháp để phân tán cái rủi ro đi. Chứ còn nếu như tiếp tục cái kịch bản đối với cả cái ngành plywood nó lặp lại ấy, thì sẽ là những cú sốc rất là lớn đối với ngành. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện họ vẫn đang nỗ lực để duy trì sản xuất và các đơn hàng của khách hàng. Nhưng thay vì việc cách ly ở các nước sẽ phải mất ít nhất là 2 tháng, hàng mới được giao tới tay cho đối tác.
sẽ đội lên rất nhiều chi phí vận tải, kho bãi. Đây là khó khăn rất lớn với ngành xuất khẩu gỗ hiện nay. Trước cái tình hình đại dịch Covid này, thị trường nào, khu vực nào, quốc gia nào khống chế được dịch là chúng ta phải tập trung khai thác ngay được thị trường đó. Có như vậy chúng ta mới tạo ra cục diện chung tổng cái thị trường tốt, phù hợp với tình hình diễn biến của cái khống chế dịch đại dịch Covid. Đó là cái giải pháp thứ hai. Giải pháp thứ ba đó là tất cả hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp phải ra soát lại chiến lược kinh doanh để đảm bảo tốt nhất, có nguồn lực tốt nhất, điều kiện tốt nhất để khi quý 3, quý 4 thời cơ đến chúng ta bùng nổ, mà nói như Thủ tướng là nó sao bật lên để chúng ta khai thác tốt nhất dư địa còn lại của quý 3, quý 4 năm nay để phấn đấu mục tiêu cuối cùng cao nhất. Và giải pháp thứ tư là tiếp tục phải tái cơ cấu ngành hàng theo hướng hiện đại bền vững bằng cả ba trụ cột. Một, vùng nguyên liệu phải tổ chức lại, xây dựng lại dưới dạng một cái chiến lược phát triển bền vững, đủ sức cung ứng nguyên liệu, đa dạng hóa ngành và đưa ra những cái giá trị cho các phân khúc của những đối tượng tham gia ở cái khu vực nguyên liệu. Thứ hai nữa, về cái khu vực chế biến thì chúng ta phải hình thành được những tập đoàn lớn, những cái tụ điểm lớn, khu công nghiệp lớn.